Cô thân chào các em học sinh thân mến. Ở tiết trước, cô trò mình đã tìm hiểu vai trò của thực vật trong việc góp phần điều hòa khí hậu. Hôm nay, cô trò mình tiếp tục tìm hiểu vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất và nguồn nước. Người ta đã đo lượng chảy của dòng nước mưa rơi xuống rừng là 0,6 mét khối trên một giây. Và ở nơi không có rừng, đồi trọc, người ta đo được cái lượng chảy của dòng nước mưa là 21 mét khối trên một giây. Tại sao có sự khác biệt to lớn này? Chúng ta biết là ở nơi có rừng, nó có những cái tán lá cây. Và khi mà mưa rơi xuống, những cái tán lá cây này giữ nước lại một phần, rồi nó mới rơi xuống dưới đất. Trong khi đó, ở nơi đồi trọc không có tán cây, cho nên nước nó xối thẳng xuống dưới đất luôn, cho nên nó mới gây ra tốc độ dòng chảy mạnh như vậy. Vậy, điều gì xảy ra với đất ở trên đồi trọc khi có mưa? Khi có mưa, thì vùng đất ở nơi có rừng sẽ không gây ra hiện tượng xói mòn. Nhưng ở vùng đồi trọc này thì đất bị xói mòn. Tại sao đất bị xói mòn? Các em thấy với tốc độ dòng chảy mạnh như vậy, khi mà nó rơi, nó chảy, nó sẽ kéo theo cái lớp đất cát trên bề mặt này nè, đi xuống vùng thấp hơn, cho nên làm cho khu vực đồi trọc này đất sẽ bị xói mòn khi mà có mưa lớn lâu ngày. Đây là hình ảnh đất bị xói mòn. Ở nước ta, mỗi 1 năm hecta đất trồng không có rừng bị trôi mất 173 tấn đất. Trong khi đó, nếu mà có rừng, chúng ta chỉ bị mất bao nhiêu? 1 tấn đất mà thôi. Nhưng Hồ Cát Bà mỗi năm lại nhận 2,7 triệu tấn đất. Cái lượng đất này từ đâu ra? Là do rừng đầu nguồn bị phá, làm cho đất bị xói mòn, nó trôi xuống. Các em thấy nhiều kinh khủng chưa? Một hiện tượng cũng tương tự xảy ra ở ven bờ sông, dọc bờ biển, đó là hiện tượng xói lở đất. Tại sao xảy ra hiện tượng xói lở đất? Chúng ta biết rễ cây có vai trò giữ đất. Nếu ven bờ sông, bờ biển không có cây giữ đất, khi có sóng mạnh hoặc mưa bão cũng gây ra hiện tượng xói lở đất. Vậy chúng ta làm biện pháp nào để hạn chế các hiện tượng trên? Chỉ bằng cách là chúng ta sẽ trồng cây dọc các ven bờ sông, bờ biển để có rễ cây giữ đất. Ở những nơi không có rừng, sau khi mưa lớn, đất bị xói mòn theo nước mưa trôi xuống, làm lấp các dòng sông suối, nước không thoát kịp, tràn lên các vùng thấp, gây ra hiện tượng ngập lụt. Mặt khác, tại nơi đó đất không giữ được nước, gây ra hạn hán. Đây là hình ảnh đất bị hạn hán. Vậy chúng ta phải xem thực vật giúp giữ đất chống xói mòn có vai trò gì? Chúng ta thấy thực vật có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt, cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán. Vậy nguồn nước ngầm được hình thành như thế nào? Các em quan sát cho cô hình sau. Chúng ta thấy khi mà có mưa nè, nó rơi xuống rừng sẽ giữ lại một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy ngầm. Sau đó nó mới chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông. Đó là nguồn nước quan trọng cung cấp cho sinh hoạt và nông nghiệp. Như vậy, có rừng không những tránh được hạn hán mà còn bảo vệ được nguồn nước ngầm. Vậy chúng ta phải làm gì để hạn chế việc lũ lụt hạn hán? Chúng ta phải tích cực trồng cây ven rừng. Bài học này các em chép cho cô Vận ghi nhớ hồng trang 151 sách giáo khoa. Cô có một cái bài tập điện từ. Cái từ sau, sức chảy nhiều hơn dòng chảy ngầm, tán lá thấm xuống đất. Các em điền vào chỗ trống cho thích hợp.
Bây giờ mình xem là mình đúng bao nhiêu phần trăm trong bài tập này nha các em. Có bạn nào đúng hết không nào? À, các em nào đúng hết là các em nắm được bài rồi đó. Rồi bây giờ cô có sơ đồ. Các em hãy điền vào chỗ ha. 1, 2, 3, 4, 5 chúng ta sẽ làm gì đây? Cây xanh này nó có hệ rễ cho nên nó sẽ làm gì các em? Giữ đất. Cây xanh này nó giảm sức chảy của nước là do ai? Tán cây. Số 3 là gì? Chống xói mòn. Mùa mưa thì nó sẽ hạn chế gì các em? Ngập lụt. Còn mùa nắng thì nó làm gì đây? Hạn chế hạn hán. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc. Cô chúc các em học tốt. Thân chào các em.